are. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are. We are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you are. Mystery, yes. That's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mystery, yes. That's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay cái vlog ngày hôm nay nó sẽ hơi lạ một chút xíu. Là bình thường như các bạn biết là mình sẽ quay vào buổi sáng, mình quay nguyên một ngày của mình. Còn hôm nay á, mình bắt đầu vlog với lại một cái buổi tập của mình. Thì mới nãy mình tập chung với tụi bạn của mình là một buổi tập lưng và tay trước. Hiện tại là khoảng 9 giờ tối rồi, mình tập về hồi khoảng 8 giờ rưỡi, tắm rửa thay đồ xong. Và mình mới gướng một người rất là đặc biệt. Thì cũng đã lâu rồi, cái người này cũng không có trên vlog của mình. Không biết bạn còn nhớ người này hay không. Thì người này đang ngồi bên đây đây. Bạn gái của mình từ bên Cali qua đây ở chơi với mình khoảng vài tuần gì đó. Và sau đó sẽ đi về lại. Hôm nay mình sẽ đi ăn. Và mình quyết định là
do có bạn gái của mình ở bên đây và mình sẽ bắt đầu mình sẽ quay vlog nhiều hơn một chút xíu, tại vì tụi mình sẽ đi chơi, đi ăn, đi uống này kia, thì mình cũng muốn dẫn cho bạn đi theo để coi coi những cái nhà hàng ở bên Mỹ này như thế nào và những cái chỗ đi chơi ở bên Mỹ này như thế nào. Mình biết là mình quay rất là nhiều vlog về tập luyện này kia rồi cũng ít quay về cuộc sống của mình, và có một số bạn nhắn tin nói mình là nên quay những cái vlog về cuộc sống ở Mỹ, cuộc sống của mình ở bên đây như thế nào, công việc của mình, đi chơi này kia rồi. Thì vậy mình sẽ bắt đầu quay thêm nhiều cái vlog đó, và khi mà bạn gái của mình về lại Cali và mình có thời gian rảnh hơn và công việc ít hơn xíu thì mình sẽ bắt đầu quay trở lại làm những cái video về khoa học, về tập luyện. Vì do hôm nay khá là bận, hồi chiều này mình đi làm, sau đó mình về mình đi tập nên mình không có nói gì hết các bạn, nên cái video tập đó mình chỉ bỏ nhạc hay là mình chỉ để cái tiếng như vậy thôi chứ không có nói gì nhiều. Mình muốn làm một cái video ngắn. Cái điểm chính của cái video, của cái vlog là mình muốn dẫn cho bạn đi theo tụi mình đi ăn coi những cái quán ăn ở bên đây như thế nào, tại mình cũng đang trong quá trình xả cơ thì có thể ăn được rất là nhiều món đồ ăn nên không phải tính mát đồ, không phải nghiêm khắc gì quá. Có bạn gái mình ở đây cũng muốn dẫn cho bạn gái mình đi nhiều quán ăn hơn, chứ bình thường nếu mà không có bạn gái của mình thì mình thường mình chỉ ăn những cái nhà hàng nhanh như là Chipotle hay là Chick-fil-A này kia, những cái nhà hàng mà các bạn có thể thấy trên vlog của mình nhiều rồi, hoặc là mình nấu ăn ở nhà thôi chứ mình cũng không ra ngoài ăn gì nhiều cho lắm, không có đi vô mấy cái nhà hàng này kia đâu. Mình đang trên đường tới một cái nhà hàng này, thì nhà hàng này là một cái nhà hàng của người châu Á của mình, có bán sushi, có bán mì ramen này kia đồ. Thì có lần trước mình có đi ăn với tụi bạn của mình rồi, có ăn thử cái sushi ở đó rất là ngon luôn các bạn, còn cái mì ramen thì chưa ăn thử bao giờ, thì hôm nay sẽ đi ăn thử coi như thế nào. Với lại có bạn gái của mình chuyên nghiệp về ăn uống, chuyên nghiệp về ăn ramen, chuyên nghiệp về uống trà sữa này kia, nên bạn gái của mình đánh giá coi cái tiệm ăn này nó ngon hay không rất là khó tính, nên đánh giá được rất là tốt. Vì vậy sẽ cho bạn coi cái review sau khi tụi mình ăn xong. Cho bạn coi cái outfit của mình một xíu. Thì đây là cái quần mình mua ở Zara, là cái quần này ống á, nó rất là ngắn luôn các bạn, nhưng mà mình thích săn nó lên kiểu một chút xíu, và mang một đôi Easy Zebra. Và cái áo này thì mua ở H&M chỉ khoảng 6 đồng thôi, áo rất là rẻ nhưng mà mặc rất là đẹp luôn, mình rất là thích. Thì đây là một cái phong cách, một cái style bình thường đi ăn này kia thôi chứ không có gì mà quá nổi hết. Thì bây giờ sẽ vô ăn cho bạn coi nhà hàng như thế nào. Và đậu xe bên đây thì nhà hàng hình như là ngay bên đây đây. Nó có hai cửa, bên cửa này là một cái cửa để các bạn order trên mạng hay gì đó, bạn tới bạn pick up. Còn cái này là cái cửa chính của nó. Thì nhà hàng có tên là Fat Boy. Fat đọc theo chữ Việt Nam của mình đó, rất là cool luôn. Đây có tất cả các món ăn khai vị, và chắc có lẽ là mình với bạn gái mình sẽ ăn mì ramen và sẽ order một cái sushi roll, tại vì mình rất thích ăn cái sushi ở chỗ này, nó rất là ngon luôn. Cái loại mà mình sẽ ăn sẽ là cái loại này đây, dry roll, thì nó có tôm, có cucumber là dưa leo, và có cái sốt barbecue này kia rồi, với lại bơ avocado, với cái sốt eel sauce là cái sốt ngọt ngọt màu đen á. Mình sẽ ăn cái đó, mình với bạn gái mình sẽ share. Và bên đây mình sẽ ăn thêm mì ramen, sẽ ăn cái loại này đây. Thì nó có thịt heo, có nấm, có trứng gà với lại rau củ. Thì sẽ ăn như đó. Sushi mà tụi mình mới order đây rất là ngon luôn. Thì mình sẽ ăn cái này trước, giống như là món khai vị, và sau đó sẽ ăn thêm mì. Và đây các bạn, miếng sushi đây, rất là ngon luôn. Cái này là bơ nó cắt miếng ra là mỏng mỏng rồi, xong có chen cái nước sốt lên, và cái tôm ở bên trong là cái tôm chiên giòn, rất là ngon. Phải nói là cái quá trình xả cơ này rất là phúc, rất là vui luôn. Đang ăn cái sushi lỡ dở thì người ta đã đem cái mì này ra rồi. Thì đây là một tô mì rất là lớn các bạn.
không biết ngon không nữa, phải ăn xong này rồi sẽ ăn qua cái này. Cái tô lần trước mà mình đi ăn ở cái chỗ kia thì nó nhỏ hơn xíu, còn tô này nó bự. Tim không ăn giá ăn rau là đây nè. Mà thật sự là cái tô này nó nhìn bự là tại do có rất là nhiều giá và rau luôn. Rất là no luôn, một cái tô rất là nhiều thì mì ăn rất là ngon. Chỉ có một điều là cái cọng mì thì ăn nó hơi bột bột một chút xíu, nhưng mà cái nước và thịt rồi này kia thì rất là ngon. Bây giờ sẽ đi ăn chén miệng, cũng không phải là ăn chén miệng nữa, nhưng mà sẽ đi uống chén miệng. Và cái cô này rất là thích uống trà sữa, bởi vì mỗi lần cái cô này qua là mình lên rất là nhiều pound luôn, từ xã cơ sạch thành xã cơ dơ. Và tại ai? Tại đây nữa. Thì bây giờ mình sẽ để bạn gái mình review cái mì ramen mới nãy. What you think? Cũng được, nhưng mà em thích ăn cái chỗ hồng thủ hơn. Yeah, lần trước thì tụi mình có thường ăn cái chỗ gần nhà của mình hơn, nhưng mà chỗ đó đóng cửa hơi sớm, 9 giờ rưỡi đã đóng cửa rồi. Sợi mì ăn bột đúng không? Thịt đồ ăn ok mà. Nước thì sao? Ok. Còn cái sushi ăn sao? Yeah, sushi ăn ngon lắm các bạn, nhưng mình đã nói là lần trước mình tới đây ăn ngon nhất là cái sushi, tại tụi bạn của mình đã giới thiệu mình chỗ này. Thì cái quán này có tên là Team Plus, thì cái quán này lần trước mình có đi với tụi bạn của mình rồi, uống rất là ngon luôn. Chỗ này mới mở, tại chỗ này rất là ngon và gần nhà mình nên mình đi chỗ này. Thì ở bên cái tiệm bang Florida của mình đó, thì hồi đó thì không có nhiều beauty, nhưng mà bây giờ nó đã bắt đầu có rất là nhiều quán beauty uống rồi, rất là vui. Có Cool Beauty, có chỗ này Team First, rồi có chỗ kia Zero Degree, nói chung là rất nhiều cái chỗ beauty để uống. Hồi trước thì không có nhiều, bây giờ thì bắt đầu nổi lên rồi. Trong quá trình uống kỳ này sẽ uống rất là nhiều beauty luôn, tại vì mình rất là thích uống trà sữa. Tụi mình mua 2 ly, 1 ly là strawberry matcha latte, là nó có dâu với lại trà xanh ở trong đó, còn một cái ly là mango orange green tea, là nó xoài lại nước cam ở trong đó với lại boba. Ok bạn, và đây là hai cái ly milk tea mà mình nói đây. Đây có cái ly này là ly mango orange, và ly đó là ly strawberry matcha latte. Và chuẩn bị chụp hình cúng thánh Facebook trước rồi sau đó mới được uống. Bây giờ sẽ là cái taste test, là kiểm tra thử coi cái chỗ này nó ngon hay không. Và đây là cái ly strawberry dâu với lại trà xanh. Có cái cream nữa đúng không? Không có cream hả? Uống sao? Uống thử ly này coi. Ok, ly này như thế nào? Good hả? Cho mấy điểm? 8 điểm, ok. Và bây giờ sang cái ly xoài với lại nước cam. Xoài với cam thì nó là vị xoài, nhưng mà có bỏ mấy lát cái lát cam ở trọng trọng, với lại có boba ở phía dưới. Em thích này hơn. Told you. Yeah. Cái này là rất là ngon luôn các bạn. Cái này là cái ly mà mình thích nhất luôn. Rất ngon. Uống cũng ok các bạn, nhưng mà vì do mình chưa có quậy đều nên nó còn rất là ngọt, rất là gắt, ngọt, cũng gắt luôn đó các bạn. Vẫn bị ngọt hả? Và bây giờ thử qua cái ly này, thì ly này mình không cần thử nữa. Mình biết nó như thế nào rồi, tại vì uống quá là nhiều rồi. Mình biết nó như thế nào rồi. Phải nói là cái ly này luôn là cái ly mà mình thích nhất, tại vì không còn gì để nói nữa, không có lời gì để nói nữa, quá thế ngon. Và sau khi quậy xong lên để coi, uống thử lại lần nữa coi ok chưa. Cũng ngon, cũng ok các bạn, nhưng mà cái ly này vẫn luôn là cái ly mà mình thích nhất.
Mình sẽ end cái vlog của ngày hôm nay tại đây, tại vì cũng đã trễ rồi. Bây giờ sẽ chạy xe về nhà, sau đó mình sẽ đi ngủ, mai đi tập. Cảm ơn các bạn đã theo mình cái ngày hôm nay và coi cái video của mình, coi cái vlog của mình chia sẻ về cái lúc mình đi chơi, đi ăn uống với lại bạn gái của mình. Và gặp lại các bạn trong video sau. Nếu bạn là người mới với channel của mình thì nhớ subscribe cái channel của mình, like cái video nếu các bạn thấy hay và share cái video này nhé. Và gặp các bạn trong video sau.